Được một em đầu tiên nha. Có thành quả của ngày hôm nay rồi. Đây. Lại một con cúc cái nữa. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Trung. Chúc cả nhà mình có một buổi tối xem video vui vẻ. Thì hôm nay Trung tiếp tục cái series đi bẫy cúc đầu mùa nha mọi người. Thì vẫn như thường là dụng cụ bẫy thì đa số là Trung bẫy bằng cung lưới chứ không có bẫy bằng thòng lọng nha. Như mọi ngày, dụng cụ bẫy, cung lưới và một cái loa nghe nhạc MP3. Mình tải nhạc, tải tiếng cúc về mình bỏ vào thẻ nhớ mọi người. Xong bắt đầu cái bỏ vô cái loa này nè. Cái loa này tầm 200k một cái thôi. Kiếm cái loa nào ấm ấm một xíu. Cung lưới thì 20k một cái. Số lượng nhiều thì 15k một cái. Thì Trung không có bán cung lưới này nha. Cũng có nhiều anh em hỏi là có bán cung lưới hay không. Thì Trung nói thiệt là Trung không có bán cái cung lưới này nha mọi người. Trung chỉ làm video đi bẫy cúc thôi. Thì nếu anh em nào mà có muốn mua nhiều số lượng một lần 10 cái á, thì Trung sẽ mua giúp cho. Với 20k một cái, tiền ship anh em tự chịu. Chứ Trung không có bán cung lưới nha. Thì giờ Trung mời tất cả mọi người cùng xem video của Trung nha. Nếu mọi người có yêu mến Trung, yêu thích cái video này thì ủng hộ cho Trung xin một like, một lượt đăng ký kênh để Trung có động lực ra những video tiếp theo của bẫy cúc đầu mùa năm 2022 này nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì sau một hồi lay hoay thì Trung cũng đã đặt bẫy xong rồi nha mọi người. Thì cứ mỗi video là Trung sẽ quay cái cách đặt bẫy cho mọi người xem. Thì cũng có nhiều anh em, có nhiều người biết, có nhiều người không biết. Có những anh em biết thì xem cho vui thôi nha. Thì mỗi video Trung đều chèn một khúc giới thiệu cách đặt bẫy. Đó, đây một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái. Thì thường một chỗ Trung sẽ đặt 3 đến 4 cái. Một điểm như vậy đó. Thì chính giữa là cái loa nghe nhạc MP3 mình sẽ để đây. Về đây là khoảng trống để cho con cúc nó đi. Đó. Thì mình cứ tắp luôn như vậy nè. Nó như kiểu như bẫy thỏ rồi cũng y như vậy đó mà. Đó, tắp luôn. Tới đây. Một cái bẫy. Qua anh đây. Tiếp tục tắp luôn. Thì con cúc ở ngoài nó vô nó sẽ lũi vô. Hoặc ở trong nó sẽ lũi ra. Hoặc có lỡ mà nó đi có lố quá thì nó cứ đi qua bên kia gặp cái bẫy kia. Nha. Giờ Trung sẽ đặt máy quay và Trung sẽ quay cận cảnh coi thử có con cúc nào về không nha. Lắm rồi nha mọi người. Được một em đầu tiên nha. Có thành quả của ngày hôm nay rồi. Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng em ấy cũng vào. Tưởng đâu mỏm mà chứ. Em này cũng cúc tơ. Có là được rồi. Em đầu tiên của ngày hôm nay. Tình hình là Trung bẫy nãy giờ chỗ này nó đi về mà nó đi lòng vòng bên ngoài không mọi người. Thất bại à. Cúc
chỗ chung nhiều người bẫy á, cho nên cũng khó bẫy lắm, nó bị nhát tiếng và lại nó bị nhát bẫy, không phải bẫy lúc nào cũng dính đâu. Giờ là phải tiếp tục giờ đi chỗ khác, nó hùm ở phía dưới lại nữa. Tiếp tục đây là điểm mới nha mọi người. Đợt này Nhung sẽ đặt một lần là 5 cái bẫy luôn. Giờ Nhung mời tất cả mọi người cùng theo dõi video nha. Dính nữa rồi mọi người ơi. Em này là em thứ hai. Cúc hôm nay chỗ này nó nhát quá. Có thành quả rồi. Đây. Lại một con cúc cái nữa. Trên kia con kêu bẫy hoài không dính, xuống dưới đây đặt dính được hai em. Giờ chúng sẽ gỡ nó ra và chúng sẽ bẫy tiếp coi thử con cúc ở trên phía đầu trên này nó có xuống không. Khôn quá. Thì bây giờ cũng nắng rồi, trưa rồi, chắc có lẽ là chúng sẽ về. Thành quả hôm nay thì chúng bẫy được hai con. Ở đây có cây thù lù, cây tuổi thơ dữ dội. Thành quả hôm nay là chúng bẫy được hai con, nhưng mà ít quá chúng bỏ. Nói chung là phóng xanh nó rồi. Mình 4-5 con rồi lấy được hai con, chung bẫy thường con hai con chúng thả thôi. Nói chung là bẫy gì đam mê thôi. Giờ chúng đang đi ra chỗ xe. Cứ lựa ven ven những đám khoai mì hoặc cái sắn đó, thường thường gọi là cái miền Bắc gọi là cái sắn. Đó. Vườn ven đám khoai mì này mình cứ bẫy đó, dễ lắm. Thì chắc lẽ chúng sẽ tắt máy chúng đi ra ngoài, tại vừa đi vừa cầm máy nó cũng khó đi quá. Thì chung cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của chung nha. Thì nếu mọi người có yêu mến chung thì ủng hộ cho chung, xin một like, một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người luôn nha. Ở đây có một cây sắn cao mà tốt nhất ở đây luôn.